Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong nhiệm vụ mới. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị. Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định công an nhân dân là lá chắn và thanh bảo kiếm bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết lần này gồm các nhóm vấn đề: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng công an nhân dân, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đảm bảo biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ công an nhân dân theo hướng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, đổi mới công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy, xây dựng hoàn thiện pháp luật, cơ chế hoạt động, phối hợp của lực lượng công an nhân dân, đảm bảo tiềm lực, cơ sở vật chất, trang bị hiện đại, đồng bộ, đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, phù hợp với nghị quyết đại hội 13 của Đảng trong bối cảnh tình hình mới. Chính vì vậy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần phải nắm vững, nhận thức sâu sắc về vấn đề này, từ đó quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị, cán bộ công nhân viên chức, người lao động và nhân dân, nhằm từng bước xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng công an thành phố nói riêng ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong nhiệm vụ mới.